Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo hay từ rau củ quả khi chúng ta sắc nha các bạn nha. Đó, thì khi mà các bạn sắc rau củ quả các bạn thì nó bị bám dính lên trên cây dao như thế này nè các bạn. Đó, thì đôi khi chúng ta thấy rất là khó chịu, chúng ta phải lấy tay chúng ta vuốt ra mới được. Thì hôm nay mình chia sẻ để cho các bạn khi mà cắt rau củ quả hoặc là cắt dưa leo thì nó sẽ không bám, không dính trên lưỡi dao nữa, rất là hay luôn nha các bạn nha. Các bạn sẽ sử dụng một miếng băng keo như thế này cho mình. Đây, một miếng băng keo nha các bạn nha. Và các bạn sẽ lấy thêm một cây tăm như thế này ha. Các bạn sẽ để vào trong đây. Các bạn sẽ canh cho nó vừa đủ như thế này. Đó. Đây nha các bạn nha. Rồi, các bạn sẽ chừa con dao cho sạch nè. Rồi, các bạn sẽ dán lên trên đây. Ngay chỗ mà chúng ta hay cắt ha. Rồi, đó, các bạn thấy không? Đây nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ sắc nè. Đó, các bạn thấy không? Nó không có dính lại nha các bạn nha. Đó, hoàn toàn không có bị dính lại nha các bạn nha. Khi mà chúng ta dán như thế này nha các bạn. Đó, băng keo nó bám vào trong đây. Thì khi chúng ta cắt dưa leo các bạn, nó sẽ đẩy cái dưa leo ra. Hoặc là chúng ta cắt rau củ quả, chúng ta cắt lát như thế này nè, thì nó sẽ đẩy ra ngoài bên ngoài nha các bạn nha, nó không có bám dính trên cái lưỡi dao nha các bạn nha. Đó, thì mình chia sẻ cái mẹo này sẽ rất là tuyệt vời để cho các bạn nào mà khi cắt rau củ quả mà bị dính dao thì không thích nó dính ra như vậy á, thì các bạn cứ áp dụng theo cách này của mình để cắt rau củ quả nha. Và mình hy vọng cái mẹo này sẽ hữu ích khi các bạn sử dụng cắt dưa leo hay là cắt rau củ quả gì đó nha các bạn nha. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình khi phát triển các bạn nhé.